Các bác thân mến, ngoài việc phối ghép những bộ cấu hình nghe nhạc vàng ở phân khúc tầm trung hay phân khúc cao cấp, thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã thực hiện rất nhiều những video clip phối ghép những bộ cấu hình nghe nhạc vàng có mức giá bình dân. Để bác nào yêu mến các thiết bị audio mà các bác nghe thấy vừa tai, vừa túi, thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì bên cửa hàng của chúng em sẽ có hai kênh. Kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio, kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Do đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ cấu hình gồm có 3 thiết bị mà em muốn giới thiệu và test âm gửi đến các bác ở video clip lần này. Và bộ cấu hình này thì có mức giá bình dân, dễ dàng để các bác có thể sở hữu cho mình một bộ cấu hình nghe nhạc vàng đều là hàng hiệu như thế này. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát sơ qua về bộ ba sản phẩm này. Và sau đó thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng sản phẩm và em sẽ đi vào test âm. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa Pioneer có model là CS-F75. Dòng sản phẩm này thì bên cửa hàng của chúng em trước đây cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần rồi. Và các bác cũng không còn gì xa lạ đối với những dòng model ở trong phân khúc bình dân như thế này nữa. Cặp loa này thì nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bass có đường kính là 30cm, một loa chung giấy có đường kính là 12cm và một loa chép kèn. Chép kèn của nó được bố trí 6 cái học như thế này. Các bác thấy nó làm cho cái âm thanh tiếng chép của nó sẽ đi xa hơn và có độ sáng hơn và độ mịn hơn. Đó là về toàn bộ cấu trúc driver của cặp loa Pioneer F75. Cặp loa này thì có mức giá là 10 triệu đồng. Các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly của Pioneer 7800 rồi là Marzahn 54 đấy, hay những dòng âm ly của Technic đánh rất là ok. Đây là chiếc âm ly Sansui 607 LXA em muốn kết hợp với cặp loa Pioneer F75 ở video clip lần này. Các bác nhìn thấy ở mặt trước của nó sử dụng mặt gương bóng giúp chúng ta có thể soi gương được trước mặt luôn. Chiếc âm ly này thì các bác có thể đánh với nhiều các dòng loa khác nhau rồi. Có công suất rất là lớn và có dải trở kháng rất là rộng. Các bác có thể đánh với những dòng loa của Pioneer này, những dòng loa của Bose, rồi là những dòng loa của Onkyo, Diatone, rất là tuyệt vời. Dòng này nó đem lại âm thanh tiếng rất là đầy đặn, tròn trịa, nghe âm thanh rất là chắc. Và chiếc âm ly này thì cũng có mức giá là 10 triệu đồng. Ở phía trên đó là chiếc đầu CD Marzahn 57 MK2. Đây là chiếc đầu chạy CD chuyên nghiệp. Các bác nhìn thấy bên này nó cửa cơ này, cơ đĩa ở bên này. Bên này là màn hình vi tính của nó. Các bác nhìn thấy nó hiển thị đây. Và chiếc đầu CD Marzahn 57 MK2 này có mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Các bác thấy thì bên cửa hàng của chúng em sẽ kèm khiển theo cho các bác luôn. Và nếu như các bác lấy những chiếc đầu CD như thế này tại cửa hàng của chúng em, bên cửa hàng của chúng em sẽ tặng các bác một số đĩa CD để về các bác nghe. Và kèm theo khiển cho các bác để các bác có thể sử dụng điều khiển từ xa. Chúng ta nách bài, chọn bài rất là thuận tiện cho các bác trong việc sử dụng. Chiếc đầu này phiên bản Black đồng màu với chiếc âm ly Sansui 607 LXA như thế này. Chiếc đầm của Marzahn thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là mềm và dẻo tiếng. Và sau đây thì em cũng sẽ đi vào tiết âm trên bộ 3 sản phẩm này luôn. Các bác thấy được chọn bộ 3 sản phẩm như thế này thì có mức giá là 26 triệu 500 nghìn đồng. Và sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ 3 sản phẩm này. Mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em. Những khi hoàn hôn lẻ bóng, những đêm
hãy cho tôi em hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cay đắng người hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói.